Mới nhất, hoãn phiên tòa trả hồ sơ vụ án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ bé VA liên tục khóc nức. Sáng nay 21 tháng 7, sau gần 7 tháng kể từ ngày xảy ra vụ bé NTVA 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thay vì xét xử kín. Qua quá trình làm thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé VA đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong các ngày mùng 7, mùng 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người, cố ý gây thương tích. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử nhận thấy căn cứ vào điều 205, 206, 207 Bộ luật hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc, hội đồng xét xử cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tích của hai bị hại. Xác định lại tỷ lệ thương tích của bị hại theo yêu cầu của luật sư, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội đồng phạm giết người với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm. Mẹ bé VA, chị NTH, 37 tuổi đã có mặt tại tòa trước đó. Chị ngồi cùng hàng ghế luật sư bào chữa cho con gái, liên tục khóc thương cho con gái, cuối cùng gục xuống bàn. Ngay từ sáng sớm, người dân đã ùn ùn kéo đến tòa để tận mắt chứng kiến hai kẻ nhẫn tâm hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong. Do lượng người quá đông, lực lượng chức năng giải thích yêu cầu người dân không tụ tập đông đúc và đảm bảo phòng tránh dịch bệnh. Được biết, để đảm bảo an ninh, tòa đã đề nghị lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng bảo vệ phiên tòa, kiểm soát thành phần ra vào phòng xử. Những người tham dự phiên tòa được bố trí theo dõi qua màn hình TV. Hai bị cáo gồm Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha ruột bé VA bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm, còn Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, người tình của Thái bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa, giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải. Được biết, tòa triệu tập 5 nhân chứng liên quan đến vụ án. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bé VA có 4 luật sư, trong đó có bà Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư, hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán tòa án tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo chữa cho bị cáo Trang có luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, luật sư Phạm Thị Ngọt và Võ Thị Xuân Thùy bào chữa cho bị cáo Thái.